Hi buddy, mình là Hoàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Hình như từ đầu video thì các bạn cũng thấy hôm nay mình sẽ unbox những cái món quà mà mình được nhận trong cái dịp sinh nhật năm nay. Thì ok, bắt đầu nào, let's go. Ok, hình như từ đầu video cũng như là những cái ngày gần đây mình đăng story rất là nhiều luôn những cái món quà mà mình được nhận. Thì mình cũng đã trải qua cái ngày sinh nhật của mình vào ngày 19 tháng 11 rồi. Sau bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem coi mình đã nhận được những cái gì ha. Thì năm ngoái trong cái khoảng thời gian mà mình không có đi làm việc nên là mình sẽ nhận rất là ít quà, nên là mình không có làm những video như thế này. Nhưng năm nay mình đã quay lại cái luồng công việc nên là mình đã được nhận nhiều quà hơn. Mình sẽ mở chiếc hộp này đầu tiên nha. Rồi, chiếc hộp khá là xinh luôn. Và đây là một món quà từ bạn bè đồng nghiệp luôn. Ở trong công ty của mình hiện tại mình đang làm một chiếc áo đến từ nhà Rojin. Mình sẽ mặc thử vô ha. Cái chiếc áo này màu sắc đơn giản nè, với lại có cái điểm nhấn là hai cái đường như thế này ở phần kẽ ngực, làm cho mình cảm giác thấy tự tin hơn khi mà mặc chiếc áo này. Và cũng như là chiếc áo này sẽ có cổ, mình sẽ mặc nó khá là tiện khi mà mình đi làm. Ok, thì cái chiếc áo này rất là phù hợp để mình mặc đi làm luôn. Thì mọi người đã chọn đúng là size luôn, là size M để mình có thể phù hợp hơn. Nhiều người sẽ nghĩ mình sẽ mặc size L nhưng mà chiều cao của mình thì phù hợp với size L nhưng mà cân nặng của mình thì không. Món thứ hai, mình sẽ mở chiếc hộp này trước ha. Cũng là một chiếc áo luôn. Và đây là một chiếc áo của Bad Habit. Wow, đây là một chiếc áo size M luôn. Và mình cũng sẽ mặc cho các bạn xem. Thì cái chiếc áo này là một cái chiếc áo không có cổ. Đây là một chiếc áo khung t-shirt bình thường thôi. Sau thì mình sẽ mặc đi chơi, khá là phù hợp để đi lớp luôn á. Chúng ta rất là dễ thương với cái họa tiết hình biểu tượng đặc trưng của Bad Habit là một cái chú khỏ với cái mặt X. Bây giờ mình sẽ món tiếp theo là cái túi. Mình mới làm gớt cái túi phía sau. Mình sẽ mở tiếp cái túi này. Thực ra thì các bạn sẽ thấy đó, túi nó sẽ không liên quan gì cái món đồ bên trong nha. Theo, đó là một cái chiếc hộp. Thực ra mình cũng có unbox một tí xíu rồi để cho mọi người cảm giác cái sự hào hứng của mình trước mặt mọi người đó. Nhưng mà mình sẽ không mở chi tiết, mình chỉ mở chi tiết ở trong video ngày hôm nay thôi. Một hiệu Carat hả ta? Thì đây cũng là một cái chiếc áo luôn. Đầu tiên thì khá là đặc biệt nha. Nó có một cái chiếc túi, túi vải ở ngoài luôn. Cái thương hiệu này cũng đầu tư đó. Tiếp theo bên trong của mình sẽ là một cái chiếc áo polo. Có một cái voucher giảm giá nè. Chiếc polo này cái cổ màu đen và toàn bộ là màu trắng. Thiết kế cũng khá là tối giản, rất phù hợp để mặc đi làm luôn. Áo này thì size L, nhưng mà mình hy vọng nó sẽ không quá rộng và phù hợp với mình. Ok, mình cũng sẽ mặc nó cho các bạn xem ở đây. Với lại đây là chiếc áo rất là ít chi tiết á. Nó chỉ có những cái logo ở đây và ở đây, cũng như là phía sau một tí xíu. Món tiếp theo chính là cái món mình mới vừa làm rớt ở đây. Như mình nói, túi sẽ không liên quan gì đến món đồ bên trong nha. Một chiếc máy quạt, mình sẽ mở nó ra. Và đây là cái chiếc máy quạt của mình. Mình sẽ có một sợi dây sạc cáp Type-C như thế này. Và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Đây là cái thằng bạn của mình tặng nên là nó biết mình rất thích đồ công nghệ. Sau nó hay tặng cho mình đồ công nghệ nhiều lắm. Cái quạt màu đen về cách xài. Giờ mình sẽ để ở đây như thế này. Chưa cần sử dụng luôn. Để mình xem thật Sky như thế nào. Thật sự là mình cũng không quen xài những cái món này nên là mình sẽ có một khoảng thời gian mình tập. Mát nha, mát nha. Để cho các bạn nghe tiếng nha. Không biết các bạn có nghe không. Nó có chế độ quạt xung quanh cái vòng cổ của mình luôn. Thật sự là trước giờ mình chưa có sử dụng những cái máy quạt cầm tay bằng pin nè. Thì mình đa phần mình sử dụng quạt thôi. Ví dụ có những cái sự kiện gì đó họ có cung cấp quạt thì mình có mình dùng thôi, chứ mình không có mua những cái sản phẩm này. Và đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cái thiết bị này luôn. Chúng là khá là hay, tiện dụng nữa. Tăng chế độ, ba chế độ rồi nè. Ok, mình bấm lần thứ tư thì nó sẽ tắt đi. Thì đó là tất cả những cái món quà mình có. Quên, mình có một cái món quà từ tòa nhà nữa. Thì tòa nhà tặng cho mình, nhìn thì các bạn cũng biết rồi ha. Đó là một chiếc cốc. Và đây, chiếc ly của mình đây. Thì tòa nhà mình đang làm việc đó là UpZen. Sau mình đã tự tạo một cái bình giữ nhiệt như thế này. Nhưng mà mình phát hiện là hình như không có cho ống hút.
Rồi, thì đó là tất cả những cái món đồ mà mình được nhận trong cái dịp sinh nhật vừa rồi. Thì mình không dừng ở đây, bởi vì mình có mua cho mình một số món đồ nhân dịp sinh nhật, coi như là hưởng cho bản thân của mình. Và mình cũng sẽ unbox trong video ngày hôm nay luôn. Đầu tiên là một chiếc hộp Leader. Đây là cái thương hiệu mà mình mua rất là nhiều luôn. Đã mua hai món đồ như thế này. Đầu tiên là một chiếc áo ủa với phiên bản mới của cuối năm nay. Mình đã chọn chiếc áo cái đốm đỏ đỏ này đây. Wow, dễ thương quá. Đây là cái chiếc áo ủa mà mình đã mua, với lại cái viền đỏ như thế này đây. Nó khá là tinh tế. Ý, cái này mình đã chọn sẵn, bởi vì mình sợ đối với Leader họ thường oversize, nên là mình đã chọn size L cho cái chiếc áo này. Bởi vì trước đó mình đã mua chiếc áo ủa size M, mình thấy khá là rộng một xíu. Đây mà mình lo lắng nha, không biết nó có bị ngắn quá không nữa. Ok, mình sẽ mặc lên cho các bạn xem ha. Rồi, món tiếp theo đó là chính là một cái chiếc quần. Chiếc quần này, đây là một cái bộ sưu tập Tết rồi. Và lúc đó mình thấy giá khá là cao, mình cũng chưa quyết định mua luôn. Nhưng mà bây giờ trong cái dịp sale Black Friday đã được giảm giá khá là nhiều, xong mình đã quyết định mình mua luôn. Logo hình chú mèo này bị lỗi thời rồi, nhưng mà mình vẫn khá là thích, xong mình đã mua nó. Ồ, ở trong khá là mát. Chất liệu vải nó như thế này đây, nó sẽ có một cái lớp vải dù trong đây, nên là mình sẽ không bị cảm giác khó chịu khi mà mặc một chiếc quần dạng da ở ngoài. Mình sẽ mặc nó với lại chiếc áo ủa nha, để cho các bạn xem. Ok, và cái món đồ cuối cùng mà mình đã săn sale để tặng cho mình trong cái dịp sinh nhật, đây là một chiếc hùng đến từ Lazada. Mình đã mua hai chiếc giày và một chiếc áo. Trước giờ mình sẽ thường mua Adidas ở store là nhiều hơn, nhưng mà mình thấy cái việc mà săn sale trên Lazada nó khá là hời á. Mua 3 món tổng bill của mình như còn có 1,5 triệu. Trong khi hồi trước mình ra store mình mua một đôi giày thôi tốn 2,5 triệu rồi, hoặc là một chiếc áo hoodie mà được giảm giá rồi nha, giảm gần 50% luôn, tới tầm 1,5 triệu mà mình chỉ có một cái áo hoodie thôi. Sau Lazada 2 đôi giày, một chiếc áo mà chỉ có 1,6 triệu, được 3 món luôn thì quá là lời rồi. Món đầu tiên rồi, Supernova 2 Express Parkay. Mình mua size là 7.5 đối với UK. Và cái đôi đầu tiên mà mình mua là đôi Supernova này đây. Đúng rồi. Bên hông thì mình sẽ không thấy có logo của Adidas, nhưng mà mình sẽ thấy logo Adidas ở cái mặt trước đây. Ở cái phần này. Mình không nghĩ trong màu tím nha. Mình nhìn ở ngoài đây mình thấy màu tím một tí xíu, khá là tím. Ok, nhưng mà có cái sự phối cam nữa, nên là thấy cũng đẹp. Bắt đầu mình nhìn trên hình á, mình tưởng nó là màu xám phối cam, nhưng mà ra đây thì nó màu tím nhẹ nha. Cái phần phía dưới đế là màu cam cam xám xám, khá là đẹp luôn. Ok, trước khi qua đối thứ hai, mình đã bóc cái áo trước rồi. Và đây là cái chiếc áo mình đã lựa chọn. Mình thích chiếc áo này với một cái chiếc áo màu đỏ nữa, thì mình sẽ để hình ở đây nha. Nhưng mà chiếc áo màu đỏ mình muốn mua thì nó hết size rồi, và chỉ còn cái size của chiếc áo màu trắng thôi. Là một chiếc áo thể thao Manchester United nè. Thực ra mình cũng không phải là fan của bóng đá, nhưng mà chiếc áo này mình mặc mình nghĩ khá là thời trang, xong mình đã mua nó để mặc. Chất liệu thì nó cũng khá là mềm mại và dễ chịu, mình có thể mặc đi tập gym nè, hoặc là mình mặc đi chơi thì mình thấy nó cũng khá là phù hợp. Với cái thiết kế cổ này, nó cũng không hẳn là trái tim lắm, nhưng mà nó xẻ xuống một tí xíu thì nó làm khá là hay. Và có những cái logo của những cái thương hiệu khác, giống như là DXC Technology. Hồi trước mình đã có apply vô công ty này rồi, nhưng mà mình apply khá là nhiều lần nhưng mà vẫn không có một cái phản hồi nữa hết. Bây giờ mình sẽ mở chiếc hộp cuối cùng ngày hôm nay. Ok, cái này thì nó không có để tên nên là mình cũng không nhớ nó tên là cái dòng gì nữa. Đôi này là mình thấy khá là xinh luôn á. Một đôi màu xám. Ô, sao nhìn trên hình sao giống màu tím quá ta. Còn cái đôi kia nhìn nó tím tím mà nhìn lên giống màu xám. Thì đây là một cái đôi màu xám của Adidas. Cho các bạn nhìn rõ hơn một chiếc thôi ha. Đây. Cái đôi này mình mua giá cũng khá là hời. Liệu mềm nha. Mình thấy đi gym hoặc là mình mang những cái đôi này đi chơi thì cũng khá là hợp luôn. Và mình thích nhất là cái kiểu cái dây cột dài mà nó chắc chắn như thế này nè. Nó tròn tròn chắc chắn như thế này thì nó sẽ đẹp hơn là so với những cái dây dẹp á. Nên là mình thường khi mình coi qua hình á, nếu những đôi nào mà dây dẹp thường mình sẽ lướt qua, mình không có chọn nó. Mình chỉ thích
những cái đôi nào có sợi dây này. Mình biết là ra ngoài mình thấy mua được những cái sợi dây khác để mình có thể thay thế, nhưng mà mình thích những cái dây mặc định hơn. Ok. Hai đôi giày dễ thương mà. Wow. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video unbox những cái món quà sinh nhật cũng như là những cái món đồ mà mình mua để hưởng cho bản thân mình trong cái dịp sinh nhật này nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like cũng như một subscribe nha. Mặc dù mình biết thì video này không có mang điều gì hữu ích cho các bạn đâu, nhưng mà nó sẽ đem cho các bạn những cái hình ảnh, những cái niềm vui khi mà một cái người được nhận quà sinh nhật nào nha. Bye bye. Khoan tóc mọi người ơi, mình quên một món đồ mình để khá xa. Mình nói, ủa mình unbox mình có thiếu cái gì đó. Đây, cái túi đồ nữa, khá là xinh đúng không ạ? Đầu tiên, trong đây sẽ có hai đôi vớ. Hai người đã không còn làm chung công ty nữa nên là chị tặng trước cho mình luôn, nhân dịp Giáng sinh. Rồi, và cái món quà sinh nhật trong đây, một cái túi Leonardo. Ủa, sang trọng đúng không ạ? Chắc chắn chiếc hộp này các bạn cũng biết rồi, nó là một cái ví. Wow, rất là tinh tế luôn trong các việc đóng gói luôn. Đây là một cái chiếc ví màu xanh dương. Bên trong của mình sẽ có những cái ngăn như thế này và một cái ngăn lớn như thế này. Đó là cái món quà cuối cùng của mình.